Chào các bạn, thì trong web Cyber Shop á, thì hiện tại có những sản phẩm có sẵn, những sản phẩm order. Rồi hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn một chức năng, đó là chức năng order. Thì chức năng order này là sao? Chức năng order này thì các bạn có thể sử dụng nó để mình order tất cả những sản phẩm mà bạn có hình ảnh. Chỉ cần bạn gửi cho chúng tôi hình ảnh bạn đang có, bạn thấy sản phẩm đang hot, nhiều khách hàng hỏi nhưng mà bạn chưa nhập về, thì bạn liên hệ với chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn. Ngoài sản phẩm mà bạn có thì bạn có thể lấy sản phẩm ngoài trên các trang web Google, thì bạn có thấy sản phẩm đó đọc là tốt, bạn cùng gửi với chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn.